Nhà nông hỏi: "Bệnh tháng thư là gì?" Đáp: "Bệnh tháng thư trên cây sầu riêng do nấm Colletotrichum zibetanum gây ra, có hại lá và trái sầu riêng. Bệnh gây hại quanh năm, khiến cho lá vàng cháy, rụng trái và thối trái, gây tình trạng giảm năng suất, khiến thu nhập của bà con trồng sầu bị ảnh hưởng." Hỏi: "Cần biện pháp gì để khắc phục?" Đáp: "Thuốc trị bệnh tấp 1 Envil, Mỹ, đặc trị bệnh tháng thư trên sầu riêng. Với thành phần hexaconazole có tính nội hấp, lưu dưỡng mạnh, phòng trừ nhiều loại bệnh hại cây trồng." Trên đây là chuyên mục hỏi đáp của nhà nông và đội ngũ kỹ sư chúng tôi. Nếu bà con muốn biết thêm nhiều kiến thức thì truy cập website kỹsư.vn và liên hệ hotline 0933 097033 0776 755 793 để được tư vấn.